một chút để cho chị đã được tất cả bạn thứ ba và em sẽ cùng trao đổi với thầy cô ngay sau đây. Xin mời các thầy cô ạ. Xin mời cô ngồi. Lên đúng rồi. Xin mời các cô nam sách. Lên đính lên là đính. Xin mời các cô thành phố Hải Dương ạ. Vâng, xin mời các thầy cô, xin mời các cô giáo ở Kim Môn. Cô Yến, cô Linh. Tâm lên. Cô Miền. Lên, chị đi, chị Minh Ngọc. Để thay đổi không khí và chúng ta trước chúng ta sẵn sàng bước vào phần thứ ba. Vâng, vẫn còn các thầy cô ở phía ngoài, các thầy cô khẩn trương lên ạ. Ngân này, búa đẹp vào đúng chưa? Chết. Quay ra lấy các cô đi. Quay ra lấy các cô. Xin mời các cô giáo ở Nam Sách ạ. Xin mời cô Hoàng. Xin mời các cô giáo ở Kim Thành, đơn vị huyện Kim Thành, xin mời các cô cùng lên sân khấu ạ. Cô Linh ở Chí Linh đâu ạ? Xin mời các cô giáo trong đoàn của thành phố Chí Linh ạ. Xin mời các thầy cô.
một câu trả lời. Vâng, câu trả lời của thầy vô cùng là chính xác. Cảm ơn thầy và mời thầy lên sân khấu. Xin mời câu hỏi tiếp theo, các cô cùng chú ý. Một bà già cầm một cái bánh để ăn, bà rơi xuống phẩm chất năng lực của học sinh, có nghĩa là phẩm chất năng lực của học sinh cần được bộc lộ và phát huy.
huy đến mức tối đa phải không ạ? Định hướng chung của phương pháp này đó là chương trình môn âm nhạc 2018 được thực hiện phương pháp dạy và học theo xu hướng giáo dục hiện đại, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập và phát triển tiềm năng hoạt động âm nhạc của mình. Định hướng về phương pháp hình thành phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực. Thứ nhất là phương pháp hình thành phát triển các phẩm chất chủ yếu. Các phẩm chất chủ yếu có thể cô nắm được đó chính là yêu nước, nhân ái, chăm chỉ và trung thực, trách nhiệm. Và các phẩm chất này được hình thành và phát triển thông qua nội dung học tập, cách thức tổ chức các hoạt động học tập, trải nghiệm, khám phá âm nhạc trong và ngoài nhà trường. Phương pháp hình thành phát triển các năng lực chung. Thứ nhất, tự học và tự chủ. Thứ hai là năng lực giao tiếp và hợp tác. Thứ ba là năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. Và lát nữa em sẽ cùng trao đổi với các thầy cô cụ thể hơn. Tiếp theo là định hướng về phương pháp hình thành và phát triển năng lực đặc thù. Về phương pháp hình thành này thì các thầy cô cần chú ý vận dụng tốt các hoạt động dạy học đặc thù, các phương pháp dạy học truyền thống với dạy học phát triển năng lực tích cực để học sinh tự giải quyết, tự phát hiện và tự giải quyết vấn đề. Tiếp theo là các thầy cô cần phải tập trung phát triển cảm xúc thẩm mỹ, tình yêu âm nhạc, lựa chọn những hoạt động học tập phù hợp với sở thích và nhận thức của học sinh để tiết học của thầy cô đạt hứng thú của học sinh ạ. Về cấu trúc bài giảng của sách giáo khoa âm nhạc lớp 5 hiện hành theo điều chỉnh của chương trình 2018, các thầy cô sẽ mở cuốn tài liệu của mình trang 33 đến trang 40. Các thầy cô có thể xem qua một chút về cái cấu trúc bài giảng của chúng ta đã thực hiện. Mà ngay sau đây có nghĩa là từ học kỳ 2 các thầy cô đã phải thực hiện đối với chương trình của em học sinh lớp 5 đấy ạ. Xin mời các thầy cô mở sách, mở cuốn tài liệu của thầy cô xem cấu trúc. Ở trong quyển sách này thì bảng cấu trúc của các thầy cô là các thầy cô ở trên phụ giáo dục tiểu học cũng đã cho sẵn mà học kỳ 2 này các thầy cô sẽ điều chỉnh và hướng dẫn học sinh của mình theo cái cấu trúc ở đây, tức là theo từng chủ đề mà chúng ta sẽ tiếp tục từ chủ đề tiếp theo của tuần 19 đúng không ạ? Hết tuần 18 là hết học kỳ 1. Bắt đầu từ chủ đề 19. Chủ đề tiết 19, chủ đề là em yêu khúc hát dân ca đấy. Ở trong đây là có tên bài dạy và những yêu cầu cần đạt. Và xin lưu ý với các thầy cô là với yêu cầu cần đạt ở trong sách từ trang 33, khi mà có các chủ đề đó chính là yêu cầu cần đạt dành cho cả một chủ đề, chứ không phải là yêu cầu dành riêng cho một tiết học. Yêu cầu dành riêng cho một tiết học lát nữa chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Và thứ tư là vận dụng sáng tạo. Cụ thể các bước này như thế nào? Phần khởi động các thầy cô cần làm gì? Đó là các thầy cô sẽ để cho học sinh chia sẻ, hâm hào những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm sẵn có, kích hoạt tư duy của mình cho bài học mới và tạo ra không khí học tập vui vẻ, thân thiện, gần gũi. Phần khám phá, tức là phần tìm hiểu kiến thức mới, là học sinh sẽ tìm hiểu, giải quyết một số vấn đề cụ thể, từ đó để hình thành kiến thức cho tiết học. Phần thứ ba là phần thực hành luyện tập. Ở phần này thì học sinh sẽ vận dụng những kiến thức vừa tìm hiểu ở trên phần khám phá vào việc thực hiện các bài tập thực hành và luyện tập thông qua các hoạt động của nhóm, cặp đôi hoặc là cá nhân vân vân ạ. Và phần cuối cùng là vận dụng sáng tạo. Học sinh sẽ vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn ở lớp, ở nhà trường, và gia đình và hơn nữa là vào cả cộng đồng. Tài liệu này mà em đã có sẵn, lát nữa các thầy cô mà có muốn xin ấy, thì các thầy cô sẽ gửi lại mail. Em sẽ chuyển lại cái phần này cho các thầy cô để các thầy cô nghiên cứu cụ thể hơn. Phần cuối cùng nữa là các thầy cô sẽ phải đánh giá học sinh sau khi môn học của mình kết thúc và khi là mỗi tiết học. Bây giờ trước tiên thì em muốn hỏi thầy cô là thầy cô hãy cho em được biết là mục đích của việc kiểm tra đánh giá của thầy cô là gì ạ?
Xin mời các thầy cô, chúng ta cùng trao đổi một chút. Mục đích của việc kiểm tra đánh giá là gì ạ? Xin mời các thầy cô ạ. Việc đánh giá các thầy cô được tiến hành là thường xuyên hay là theo định kỳ thưa các thầy cô ạ? Hiện bây giờ các thầy các cô đang đánh giá thường xuyên hay là định kỳ ạ? Thưa các thầy cô, với những em học sinh mà ví dụ như là có năng khiếu với môn âm nhạc thì sao, nhưng với những em học sinh mà không có năng khiếu đối với môn âm nhạc của các thầy các cô thì các thầy các cô cần chú ý hơn một chút. Ví dụ như là chúng ta cần phải chú ý đến sự tiến bộ của học sinh trong một hoạt động nào đó so với các bạn mà học và tốt môn âm nhạc ngay từ đầu đấy, để giúp các thầy cô sau khi đánh giá này thường xuyên thì các thầy cô sẽ đánh giá cái gì đấy. Và việc đánh giá của các thầy cô theo thông tư 27 của chúng ta đang áp dụng hiện nay thì môn âm nhạc cấp tiểu học của chúng ta được chia làm 3 mức. Thứ nhất là hoàn thành tốt, thứ hai là hoàn thành và thứ ba là chưa hoàn thành, đúng không ạ? Trong khi các thầy cô đánh giá, có thầy cô thì có thể em nghĩ với bản thân em thì em nghĩ là có thầy cô cũng đã áp dụng được hai anh phương pháp đánh giá của thầy cô, đó chính là đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ. Tuy nhiên em muốn lưu ý một chút với các thầy cô, khi đánh giá thường xuyên chúng ta cần lưu ý đến những điểm như sau. Thứ nhất là đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh, đánh giá qua cả một quá trình, không so sánh bạn học sinh này với học sinh khác, đây là điều tối kỵ thưa các thầy cô. Tiếp theo đó là các thầy cô phải thường xuyên đánh giá kỹ năng hát, đọc nhạc, chơi nhạc cụ của học sinh thông qua các hình thức mà các thầy cô tổ chức trong lớp ạ. Ví dụ như là cho các em học sinh thực hiện theo nhóm, theo tổ, theo dãy hoặc là theo cá nhân. Thứ ba là các thầy cô sẽ kết hợp đánh giá kỹ năng hát, đọc nhạc với các kỹ năng khác như là vận động theo nhạc hoặc là vận động cơ thể. Vận động cơ thể, các thầy cô lưu ý nhé. Thầy cô Linh đã vừa lưu ý với thầy cô rồi nhé. Chúng ta sẽ không dùng thuật ngữ là bộ gõ cơ thể nữa mà chúng ta dùng thuật ngữ là vận động cơ thể theo âm nhạc. Các thầy các cô lưu ý ạ. Để khi chúng ta sử dụng một thuật ngữ ở trên lớp chúng ta cần phải chính xác. Tiếp theo là các thầy cô phải khuyến khích học sinh tự đánh giá hoặc đánh giá đồng đẳng về kết quả học hát, đọc nhạc cũng như là hiểu biết về âm nhạc. Các thầy các cô đã hiểu được cái thuật ngữ đánh giá đồng đẳng là như thế nào chưa? Các thầy cô đã hiểu được thuật ngữ này chưa? Vâng, đánh giá tự đánh giá thì các thầy cô chắc là biết rồi. Tuy nhiên là đánh giá đồng đẳng có nghĩa là gì ạ? Hai người bạn đánh giá lẫn nhau, bạn này đánh giá bạn kia và bạn kia lại đánh giá bạn này, có nghĩa là đấy chính là đánh giá đồng đẳng đấy ạ. Và việc tiếp theo đó là với những học sinh mà kỹ năng chưa tốt thì các thầy cô nên đánh giá qua hình thức trình bày theo nhóm,
để giúp các em có sự tự tin hơn nữa, các em hoàn thành bài học. Chứ không nhất thiết là các thầy các cô phải bắt tất cả các học sinh đều hoàn thành bài để các thầy cô đánh giá theo hình thức cá nhân ạ. Đây là phần có lẽ là quan trọng nhất để chúng ta thiết kế một bài học môn âm nhạc lớp 5 hiện hành theo hướng phát triển phẩm chất năng lực của người học để tiếp cận chương trình 2018. Xin mời các thầy cô sẽ cùng tham khảo một giáo án sau đây. Chủ đề 7. Mục tiêu của cả chủ đề, ví dụ như với chủ đề mái trường thân thương thì yêu cầu cần đạt của các em học sinh đó chính là gì ạ? Hát đúng giai điệu và lời ca của bài hát này. Đến tiết học với tiết học 25 này, học hát em vẫn nhớ trường xưa thì yêu cầu cần đạt đối với tiết này đó là học sinh hát đúng giai điệu và lời ca của bài hát em vẫn nhớ trường xưa. Và điểm khác biệt về chọn giáo án của thầy cô theo chương trình 2018 đó là với mỗi một hoạt động các thầy cô đều phải nêu ra mục tiêu và cách thực hiện cái hoạt động đó như thế nào. Xin mời các thầy cô cùng quan sát. Hoạt động 1, khởi động. Mục tiêu của hoạt động này đó là giúp học sinh nhận diện được chủ đề, tạo sự hứng khởi, huy động những kiến thức vốn có, vốn hiểu biết của học sinh để kết nối với nội dung bài học mới. Cách thực hiện như sau. Với hoạt động này thì em soạn bài các thầy cô trong cái tổ đi tập huấn của chúng em trước đã soạn bài đó là cho học sinh chơi một trò chơi. Trò chơi có tên là quan sát hình ảnh và đoán tên hoạt động. Lát nữa em sẽ minh họa với các thầy cô bằng một cái giáo án PowerPoint cụ thể. Trình chiếu hình ảnh ở trên đó, sau đó cho học sinh quan sát, học sinh sẽ nêu được ra các hoạt động đó ở trên các bức tranh đó, đó chính là các hoạt động diễn ra ở trong nhà trường. Giáo viên sẽ chốt là đây là học sinh sẽ khởi động bài hát Em yêu trường em liên quan đến nhà trường. Sau đó giáo viên sẽ giới thiệu về bài hát như là chủ đề của tiết học. Hoạt động 2 đó là tìm hiểu và khám phá. Mục tiêu của hoạt động này đó là gì ạ? Đó là tìm hiểu khám phá những kiến thức, ký hiệu âm nhạc ở trong bài hát Em vẫn nhớ trường xưa để giúp cho việc học hát được thuận lợi hơn. Cách thực hiện hoạt động này gồm có các bước. Cho học sinh nghe bài hát mẫu, sau đó giáo viên sẽ hướng dẫn học sinh tìm hiểu về thông tin như là
là bài hát được viết ở nhịp gì và ký hiệu âm nhạc nào, tác giả, xuất xứ, nội dung bài hát. Tiếp theo là giáo viên sẽ hướng dẫn học sinh chia đoạn cello, đánh dấu những chỗ lấy hơi và hướng dẫn học sinh nhận biết về cấu trúc của bài hát. Sau đó hướng dẫn học sinh đọc lời ca. Hướng dẫn học sinh đọc lời ca, một bạn sẽ đọc toàn bài và sẽ cả lớp sẽ cùng đọc đồng thanh theo tiết tấu. Đến hoạt động 3 là thực hành luyện tập. Mục tiêu của hoạt động 3 này đó là học sinh hát đúng giai điệu lời ca bài hát với tính chất vui và tha thiết. Tiếp theo là các em nêu được cảm nhận về tính chất âm nhạc và biết hát ở các tình huống khác nhau. Cách thực hiện của hoạt động này, thứ nhất là tập hát từng câu. Tập hát từng câu bằng hình thức đó là giáo viên sẽ đàn giai điệu từng câu theo máy móc xích, sau đó hướng dẫn học sinh hát hết bài với tốc độ vừa phải. Lưu ý với các em đó là hát đúng nhịp cái đà trọng âm ở chỗ nào này, giai điệu của câu 1 giống với câu mấy, vân vân ạ. Tiếp theo đó là hoàn thiện bài hát, thì trong phần này các thầy cô sẽ cho các em ghép bài hát từ đầu đến hết bài. Bước tiếp theo là thầy cô sẽ cùng hướng dẫn các em học sinh luyện tập theo các hình thức đến khi thuộc bài thôi, và lưu ý nhắc nhở các em hát rõ lời, hát đúng tốc độ, thực hiện thể hiện đúng cái tính chất vui tươi và tha thiết. Hoạt động cuối cùng trong tiết học này đó là phần tự sáng tạo. Mục tiêu của hoạt động này đó là các em học sinh thực hiện bài hát theo các hình thức khác nhau. Cách thực hiện hoạt động này đó là giáo viên tổ chức cho các em luyện tập theo các hình thức như là nhóm, cá nhân này, sau đó cho các em hướng đánh giá. Đánh giá đây chính là đánh giá độc đẳng đấy ạ. Từ nhận xét, từ đánh giá lẫn nhau, đánh giá độc đẳng, sau đó giáo viên đánh giá chốt hình thức và hình thể giáo dục. Được chưa? Và đây chính là giáo án mà các thầy cô trên lớp em sẽ minh họa tiếp bằng một giáo án PowerPoint. Các thầy cô lưu ý giúp em phần này, mình vừa nãy em đã đánh lại, còn sao đánh bị lên đây có thể bị chỉnh thiếu, có thể em chưa lưu. Các thầy cô lưu ý cho em phần mục tiêu ở trong chủ đề, các thầy cô phải nêu được cả mục tiêu ở trong chủ đề như ở trong phần sách mà tài liệu các thầy cô đã có rồi đấy. Chứ như thế này là đang bị thiếu một cái phần sau đó là của cái tiết 26 đấy ạ. Tiết 26 ở trong sách giáo khoa 138 ạ. Phần mục tiêu thì có nhé. Mục tiêu của cả chủ đề này đó là học sinh phải hát đúng giai điệu và lời ca của bài hát Em Vẫn Nhớ Trường Xưa này, thể hiện được bài Em Vẫn Nhớ Trường Xưa với tính chất vui tươi trong sáng, nêu được cảm nhận về tính chất âm nhạc, nội dung, ý nghĩa của bài hát với các hình thức khác nhau, rút ra được thái độ của bản thân qua chủ đề được học và sử dụng hai nhạc cụ gõ để thực hiện hòa tấu và gõ đẹp cho bài hát Em Vẫn Nhớ Trường Xưa. Đấy là mục tiêu của cả chủ đề. Còn mục tiêu của tiết này thì ở phía dưới này em đã minh họa rồi đấy ạ. Đây là phần này. Đây là cứ mỗi chủ đề này. Thầy cô lưu ý các em hai mục tiêu. Trò chơi đó là xem hình ảnh và đoán tên hoạt động. Quan sát các hình ảnh ở đây thì các học sinh sẽ cho các thầy cô biết ngay
sau khi các em học sinh đã quan sát được cái hình ảnh này rồi, các thầy các cô đã cho học sinh phát hiện ra rồi, thì sau đó cô giáo chốt rằng là đây chính là những hoạt động mà diễn ra ở trong nhà trường. Và trước khi bước vào tiết học thì cả lớp cũng khởi động bằng bài hát Em Yêu Trường Em theo cái nhạc của này. Vì cái dây nối lên đây bị có vấn đề trục trặc một chút, cho nên là các thầy không chỉ nhìn hình ảnh thôi. Chứ còn ở trong đây thì em cũng đã có bài sẵn nhạc, và khi các thầy cô cho các em học sinh hát thì lưu ý là chúng ta chỉ khởi động với một lời của bài hát này thôi để đảm bảo thời gian các phía sau của thầy cô. Tiếp theo, hoạt động tiếp theo đó là đến hoạt động khám phá, tìm hiểu. Mục tiêu của hoạt động này các thầy cô vừa đã xem rồi, và cách thực hiện thì thầy cô sẽ chiếu bản nhạc lên cho các em học sinh quan sát, thầy cô sẽ hướng dẫn các em giới thiệu về nhạc sĩ, tác giả của bài hát, nêu nội dung bài hát, sau đó tìm hiểu, hướng dẫn các em học sinh tìm hiểu bài hát. Bài hát này được chia làm hai đoạn, được viết ở nhịp 2-4 đúng không ạ? Các câu được đánh dấu như sau: đoạn 1 gồm 4 câu và đoạn 2 gồm 4 câu. Tiếp theo đến hoạt động 3, đó chính là phần thực hành và luyện tập. Các thầy cô sẽ hướng dẫn các học sinh học hát từng đoạn của một của bài, sau đó nối cả toàn bài, gọi là chúng ta thầy cô vẫn hay gọi đó là dạy hát theo lối móc xích đúng không ạ? Câu 1, các thầy cô đàn giai điệu cho các học sinh nghe, sau đó hồ gọi có thể gọi một em hoặc là một nhóm học sinh lên hát trước, sau đó sẽ hát tập thể, sau đó cứ như vậy đến câu 2, sau đó nối câu 1 và câu 2 này. Tiếp theo câu 3, khi giai điệu câu 3 các thầy các cô đánh lên, các thầy cô sẽ có thể tìm hỏi học sinh của mình là cái giai điệu của câu này nó giống với giai điệu câu nào mà hát ở trên đúng không ạ? Và bằng cảm nhận của em chắc chắn là các em cũng sẽ nêu được cái giai điệu này nó giống với câu nào mà các em đã được hát. Nếu mà có nhạc có cái loa ở đây em sẽ cho các thầy cô nghe âm thanh thì nó sẽ phong phú hơn. Sau đó sẽ ghép lời ca của câu 3 và câu 4, sau đó ghép lời ca của toàn đoạn vừa rồi, đoạn A đấy. Tiếp theo xong đoạn B, hình thức sẽ tương tự như vậy. Sau khi đã xong cả đoạn B thì các thầy cô sẽ cho các em ghép lại lời ca toàn bài từ đầu đến cuối. Và tiếp theo cuối cùng, bước tiếp theo cuối cùng của chúng ta trong tiết học đó là phần vận dụng sáng tạo. Vận dụng sáng tạo này thì các thầy cô có thể sử dụng nhiều những cái hình thức tổ chức hoạt động dạy học của các thầy các cô đã được tiếp cận với các cái phương pháp đúng không ạ? Các phương pháp đổi mới rồi, đó là đổi mới về hình thức dạy học, về các hoạt động các thầy cô tổ chức theo nhóm, tổ, dãy hoặc là cá nhân. Về kỹ thuật dạy học thì các thầy cô đã áp dụng được nhiều kỹ thuật dạy học chưa? Trong các tiết học các thầy cô ở trên lớp bình thường hàng ngày ấy, các thầy cô đã áp dụng được nhiều kỹ thuật dạy học chưa? Vâng, có bao nhiêu kỹ thuật dạy học các thầy cô đã áp dụng rồi ạ? Và xin hỏi các cô ở bàn ngay đầu tiên thì các cô đã áp dụng thường xuyên các kỹ thuật dạy học các cô ở trên lớp chưa? Xin hỏi các cô, bốn cô ở trên ngay bàn đầu này ạ, các cô đã áp dụng nhiều kỹ thuật dạy học mới ở trong các tiết dạy hàng ngày của thầy cô ở trường chưa? Vâng, có bao nhiêu kỹ thuật dạy học thưa các thầy cô? Và các thầy cô đã áp dụng những kỹ thuật dạy học nào ở trên lớp rồi ạ? Vâng, có gần 20 các kỹ thuật dạy học thưa thầy cô. Và em có thể nêu ra một số cái kỹ thuật cho các thầy cô để các thầy cô có thể là các thầy cô đã áp dụng rồi nhưng các thầy cô chưa thể gọi tên được các kỹ thuật dạy học. Thứ nhất đó là kỹ thuật phân trải bàn, hay còn gọi là kỹ thuật bảy cá. Các thầy cô đã áp dụng chưa? Chưa. Vậy thì theo chương trình mới thì các thầy cô nên tìm hiểu những kỹ thuật dạy học này để các thầy cô áp dụng với các bài học bài dạy của mình. Em cũng đã được dựng một số tiết của các thầy cô, tuy nhiên là không hiểu tiếng gì, các thầy cô áp dụng rất là tốt cái phương pháp khăn trải bàn.
rất là chúng ta vận dụng đấy ạ. Vâng, với câu hỏi là bài hát muốn giáo dục chúng ta điều gì thì các thầy cô sẽ có thể cho các em chọn một trong những đáp án dưới đây. Và đáp án C chính là câu trả lời của câu hỏi này ạ. Và kết thúc tiết học, các thầy cô sẽ cùng cho các em học sinh cùng vận động cơ thể của mình theo âm nhạc và thể hiện lại bài hát Em Vẫn Nhớ Trường Xưa theo cái nhạc các thầy cô đã chuẩn bị sẵn. Và với cái giáo án này thì các em có thể chia sẻ với các thầy cô nào mà muốn nhận tài liệu cũng như là những giáo án vừa rồi em trình bày với các thầy cô thì các thầy cô để lại mail em sẽ gửi chuyển lại cho các thầy cô. Vâng, kính thưa các thầy cô, như vậy là vừa rồi em cũng đã trao đổi với các thầy cô về phần định hướng phát triển dạy học âm nhạc lớp 5 theo hướng hình thành phát triển em năng lực vật chất. Các thầy các cô ở phía dưới có ý kiến gì không ạ? Xin mời thầy Hanh sẽ cùng lên trên đây ạ. Các thầy cô sẽ cùng có ý kiến. Vâng, kính thưa các thầy cô, trong phần em vừa trình bày, các thầy cô có thắc mắc gì không ạ? Cho cái mic vô. Xin hỏi các thầy cô một lần nữa, các thầy cô có ý kiến gì không? Thắc mắc gì trong cái này em vừa trình bày các thầy cô vừa rồi ạ? Cũng như là phần mà cô Linh trình bày với các thầy cô ở phần đầu đấy ạ. Xin mời các thầy cô. Thằng nào đấy? Vâng, có nghĩa là các thầy cô đồng thuận đúng không ạ? Xin cảm ơn các thầy cô và xin các thầy cô một tràng pháo tay thật lớn ạ. Có lẽ là cũng chưa hẳn là chúng ta không có ý kiến gì đâu. Xin báo cáo với các thầy cô là từ đầu giờ các thầy cô đã được nghe nhóm giảng viên cốt cán và đi tập huấn tại Trung ương về trao đổi với các thầy cô. Chúng ta cứ mạnh dạn đi, có những vấn đề gì khó khăn cần phải tháo gỡ thì chúng ta cứ phát biểu để các thầy cô, các đồng nghiệp của chúng ta đi tập huấn ở Trung ương về có thể là trao đổi chia sẻ với các thầy cô. Tôi cũng nói là chỉ đạo nhé, và chia sẻ với thầy cô thì chúng ta cũng có ý kiến. Hồi sáng nay với lớp lý thuật ấy, là khi mà hỏi ý kiến thì có rất nhiều ý kiến băn khoăn trăn trở các thầy cô đưa ra và đều giải đáp rất là thoải mái. Thế thì bây giờ thời gian còn rất là dài, chúng ta có thể chia sẻ với nhau, có gì băn khoăn thì chúng ta cứ đặt vấn đề nhóm giảng viên có cán hoặc là về phụ trách về chuyên môn, tôi có thể là tôi chia sẻ với các thầy cô chúng ta cùng trao đổi ý kiến. Xin mời ý kiến các thầy cô ạ. Các thầy cô ý kiến ạ. Trước hết là xin mời đơn vị xa nhất là Kim Môn. Kim Môn ý kiến gì không ạ? Kim Môn đang ngồi đâu ạ? Xin mời cô giáo đạt giải cao của tỉnh hội giảng âm nhạc tại tiểu học Kinh Môn ở thị trấn Minh Tân. Xin mời Minh Tân đâu? Cao Thúy Linh. Cao Thúy Linh đâu? Và xin mời cô Linh có ý kiến. Chuyển mic đi. Ai hôm nay giúp ai hôm nay chuyển mic cho cô Linh. Cô Linh đâu ạ? Vâng, xin mời cô Linh. Có ý kiến nào, cô Linh có ý kiến gì để trao đổi hoặc là cứ trình bày nhóm cốt cán các thầy cô sẽ có thể chia sẻ. Gợi ý nhé,
trong cái việc điều chỉnh chương trình ấy. Bắt đầu học thứ hai này thì có vướng mắc gì không đối với giáo viên âm nhạc? Vâng, mình cứ tập hình. Tập hình nghĩ thì sau khi bà được hai cô hướng dẫn trao đổi cho mọi người thì em cũng có một chút về vấn đề là khi mà thay đổi như thế này thì liệu là ở trên bộ giáo dục thì có trao đổi sách tài liệu để hoặc là sách hướng dẫn giáo viên nhé, để cho mọi người có thể dựa vào đó để có thể soạn giáo án, được làm cơ sở để soạn giáo án được tốt hơn không ạ? Em có ý kiến gì không ạ? Ngoài ý kiến của Minh Tân là bộ giáo dục có sách hoặc là có tài liệu gì bổ sung không, đúng không ạ? Có đúng ý em? Và tiếp theo xin mời thành phố Chí Linh giáo viên âm nhạc của trường tiểu học phản lại. Phản lại đâu? Phản lại đâu ạ? Đưa Minh Trường phản lại. Em xin được hỏi cái này một chút thôi ạ, về cái giáo án. Ở trong cái giáo án mà em đã được tham khảo thì ở chở cái phần mục tiêu đấy, nó là bây giờ là dạy theo chủ đề giống như là ở chương trình của lớp 1. Thế bây giờ là ở mục tiêu là có rồi, sau đó là ở khi mà đến các hoạt động dạy thì mỗi một cái hoạt động nó lại có một cái mục tiêu riêng. Ví dụ như ở trong giáo án này có đến 4 hoạt động, như vậy là mỗi hoạt động thì lại có một cái mục tiêu riêng. Như chúng em soạn giáo án khi mà về ở đối với chương trình của lớp 1 ấy, thì chúng tôi có thống nhất là mỗi một chủ đề sẽ có 3 tiết, thì chúng tôi sẽ soạn từng tiết, mỗi mục tiêu của từng tiết riêng chúng tôi tách ra như thế. Còn như thế này thì sẽ là chung tất cả, sau đó là mỗi một hoạt động này tách ra từng cái mục tiêu riêng. Tôi xin hỏi nếu như mà chúng tôi theo như cái chương trình kỳ 2 của lớp 5 thì chúng tôi phải làm y như giáo án như này, hay là chúng tôi lại làm như là chương trình của lớp 1? Xin hết ạ. Vâng, xin cảm ơn giáo viên âm nhạc của trường Phạm Lạc, chị Linh. Tiếp theo, xin mời giáo viên âm nhạc của trường tiểu học Bình Dân, huyện Kim Thành. Bình Dân đâu ạ? Bình Dân hôm nay có đi không? Trường tiểu học Bình Dân đâu ạ? Vâng, thầy giáo dơ cao tay. Mình đàn ông phải mạnh mẽ đấy. Phụ nữ, các cô giáo dơ tay cao. Mời thầy Bình Dân. Vâng, thì qua hai cái ý kiến của hai trường vừa rồi thì em thấy là cái khúc mắc của em cũng tương tự như là cái ý của hai đồng chí vừa rồi trình bày. Và cái đấy, hai cái ý kiến đấy cũng chính là rất là nhiều ý kiến khác muốn được xin ý hỏi chung của trong chương trình tập huấn ngày hôm nay. Và em xin hết. Thầy có thể tóm tắt rất ngắn gọn hai ý kiến của hai đồng chí trước thầy không ạ? Bởi vì thầy bảo thầy theo hai ý kiến của hai cô ý kiến ấy. Bây giờ thầy tóm được một câu rất gọn cho hai ý kiến vừa rồi để cho nhóm các em dễ trả lời. Và trả lời thầy chính là trả lời cho hai cô. Vâng. Thầy tóm được một câu rất ngắn gọn nhé. Thứ nhất là về cái tài liệu để chúng em tham khảo về giáo án. Thứ hai đó là cái phần mục tiêu của từng cái chủ đề ấy thì là nằm ở từng cái hoạt động của từng tiết học, hay là chung của từng bài học hay là từng chủ đề. Em xin hết ạ. Vâng, cảm ơn thầy. Đấy là ý kiến của thầy dạy âm nhạc trường Đại học Bình Dân, huyện Kim Thành. Thầy đã khái quát hai ý kiến của Phản Lại và của Minh Tân Kim Môn, thành phố Hải Dương. Xin mời giáo viên âm nhạc của trường tiểu học Bình Hàn. Bởi Bình Hàn là cô Hoài Ngọc, là
Tiếp tục nhé, 12 huyện đều có ý kiến đấy, nhưng tôi chọn bất kỳ cứ theo alpha B hoặc là theo bất kỳ. Xin lỗi cô giáo, hôm nay không hỏi bộ đồ dùng. Bộ đồ dùng ngày mai thứ ba này trở về tất cả cho các trường rồi. Không hỏi bộ đồ dùng, chúng ta hỏi vào điều chỉnh nội dung dạy học. Tập trung vào cái việc điều chỉnh nội dung dạy học. Không hỏi đồ dùng, không hỏi các vấn đề. Nó là những cái vấn đề hỗ trợ cho cái việc điều chỉnh thôi. Tập trung vào việc điều chỉnh nội dung dạy học. Đồ dùng, phương tiện dạy học, đấy là những cái hỗ trợ cho việc các thầy cô điều chỉnh nội dung dạy học thôi. Rồi, cảm ơn cô giáo. Tí nữa nha. Xin mời Gia Lộc, trường tiểu học thị trấn Gia Lộc. Thị trấn Gia Lộc, thầy Đức mới chuyển, đã có người về thay chưa? Thầy Đức giờ chuyển sang phòng văn hóa, có người về thay chưa? Xin mời giáo viên của trường tiểu học Toàn Thắng. Có chưa ạ? Toàn Thắng đâu? Vâng, mời thầy. Thầy Đức là giáo viên âm nhạc của thị trấn Gia Lộc, vừa rồi mới được chuyển về làm phó phòng văn hóa của huyện Gia Lộc. Em xin ý kiến ạ. Về chương trình của lớp 5 vừa rồi, em xin hoàn toàn nhất trí với lại các ý kiến. Và em cũng hơi có cái chút hỏi tí thôi về cái sách giáo khoa của lớp 5. Thế nếu như mà bây giờ ta ghép các bài với nhau theo chủ đề thì nó hơi khó khăn cho học sinh. Đề nghị bộ giáo dục là có nhìn lại sách giáo khoa theo các chủ đề không? Cảm ơn Toàn Thắng. Ta chuyển sang Ninh Giang. Thầy Hanh đâu ạ? Thầy Hanh thì Vĩnh Hòa mới có đây không ạ? Thầy Hanh nguyên là cốt cán âm nhạc của tỉnh Hải Dương, tiểu học của tỉnh Hải Dương. Thầy Hanh có đây không ạ? Để tôi gọi cho cô Liên, hiệu trưởng Vĩnh Hòa, tại sao lại không điều thầy Hanh đến đây? Có đúng là cô thầy Hanh ở Vĩnh Hòa các thầy cô? Vâng, tôi được gọi thầy Hanh hôm nay vắng nhé. Các thầy cô xác nhận tôi là thầy Hanh hôm nay vắng đúng không ạ? Trường cô Liên, hiệu trưởng Vĩnh Hòa. Tiếp theo, xin mời thầy Thuộc, huyện Bình Giang. Thầy Thuộc, trường tiểu học Nhân Quyền. Có đây không ạ? Giải ba giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Vâng, mời thầy Thuộc có ý kiến. Đội tập huấn thầy cũng có ý kiến cho, bởi vì là thầy nghe về mặt lý thuyết ở Hải Phòng thôi, nhưng về trường thầy thấy gì hay là về huyện Bình Giang nó khó khăn thì thầy nói luôn. Vâng, kính thưa thầy là tất cả các đồng chí, và vừa rồi thì qua các ý kiến của các đồng chí giáo viên thì tôi hoàn toàn nhất trí. Xong thì tôi chỉ có một đề nghị, đó là bộ giáo dục làm sao có sách tham khảo nhanh chóng để giúp giáo viên, cán bộ giáo viên chúng ta sẽ góp vào phần giảng dạy sẽ tốt hơn. Và xin hết ạ. Tức là thầy Thuộc đề nghị sách tham khảo của những năm tiếp theo hay là ngay bây giờ? Ngay trong giờ. Trong thời gian nhanh nhất ạ. Thế thì liệu rằng mình nói xong cái liệu có in được tài liệu không nhỉ? Không, thế thì em mới bảo là trong thời gian nhanh nhất ạ. Vậy câu ấy, kiến nghị ấy là không ổn, đúng không? Làm gì có chuyện là giống như là ta vừa nói xong cái mà giải quyết ngay. Bởi vì là một cái sách tham khảo nó áp dụng cho toàn bộ vùng miền cơ mà, đúng không? Chúng ta có 63 tỉnh thành cơ mà. Rồi, rất cảm ơn thầy Thuộc. Câu ấy tôi sẽ kiến nghị với bộ và để cho những năm tiếp theo. Tiếp theo, đến huyện Thanh Viện. Huyện Thanh Viện ngồi đâu ạ? Vâng, có mỗi người thôi ạ. Hai người ạ, ba người ạ. Mời giáo viên âm nhạc của trường tiểu học Lê Hồng. Lê Hồng đâu ạ? Trường tiểu học Lê Hồng hôm nay có đi không ạ? Hình như trường tiểu học Lê Hồng bây giờ là chính là Phương để được trở này. Nếu mà em ý kiến thì em chỉ
Quan. Về Quan đúng không ạ? Lê Hồng và thầy Lan đi rồi thì bây giờ ai về làm hiệu trưởng nhỉ? Nếu không nhầm là cô Thắm đúng không ạ? Mời giáo viên của trường mẹ Lê Hồng, cô Thắm về làm hiệu trưởng. Không, trường Lê Hồng, để xem có đi không, để tôi còn có công văn đâu này. Tôi gửi về trường, không đi, tức là không phát biểu, tức là không có người nhìn. Không có. Tôi cần, cần. Tiếp theo chuyển cho tôi sang trường đại học Ngô Quyền của Thanh Viện. Ngô Quyền đâu? Hai trường Thanh Viện không có mặt. Trường thứ hai, à vâng, đấy. Đây là một hình thức tôi kiểu diện đấy đó, thầy cô. Tôi kiểu diện đấy, còn trong danh sách tôi chốc những trường nào vắng mặt là tôi đều có hết. Em có kiến nghị gì hay em có ý kiến gì về cái việc điều chỉnh này? Khó khăn gì không? Em nói là khó khăn thôi nhé. Vâng, cảm ơn cô giáo học trường là Tiểu Công Quyền. Vậy quay trở lại tổng giang. Xin mời cô giáo của trường Tiểu Thịnh Lỗi. Âm nhạc, giáo viên âm nhạc Thịnh Lỗi mày có được không? Giáo viên âm nhạc Thịnh Lỗi mày có được không? Vâng, chúng ta những cái gì giáo viên, những đồng gì đồng nghiệp ta nói trước rồi, không nhắc lại. Chúng ta chỉ những cái gì là khó khăn nhất mà chúng ta đang quan tâm đưa ra thôi. Không theo quan điểm là chúng tôi đồng ý với những người này người khác. Chúng ta có khó khăn riêng của chúng ta, mỗi người có một khó khăn riêng nha, khó khăn của mình thôi. Em cứ nói đi. Vậy hôm tới này đi kiểm tra về cái việc triển khai thực hiện điều chỉnh này, tôi sẽ về đúng Thạch Lỗi, trường của thầy Thành hiệu trưởng, thầy Lê Huy Lượng là phó hiệu trưởng trên đấy, đúng không? Nha, tôi sẽ về đúng trường đấy, có lẽ tôi sẽ về. Còn đồng chí nào ý kiến gì không ạ? Vâng, xin mời thầy. Thầy ngồi cuối cùng ạ. Trân trọng mời thầy. Dạ, thưa thầy cùng với tất cả các đồng chí trong hội nghị hôm nay, em có ý kiến như thế này, em thấy có một cái nội dung mà bộ giáo dục điều chỉnh em thấy là chưa được hợp lý lắm. Đó là ở trong cái chương trình sách lớp 1 mới ấy, thì học sinh ở lớp 1 đã được tập đọc nhạc theo đúng cao độ của các nốt nhạc, nhưng mà cái nội dung điều chỉnh ấy, học sinh lớp 5 học tập đọc nhạc ấy, thì lại không cần phải hát lời ca mà chỉ có mỗi tập nhạc. Tức là lớp 1 thì học tăng cái kiến thức lên, nhưng đến lớp 5 thì lại giảm đi, em nghĩ nó không phù hợp. Rất cảm ơn thầy. Hôm nay chúng ta đang điều chỉnh chương trình lớp 5 để phù hợp với tiếp cận lớp 6 vào 2021-2022. Còn lớp 1 bây giờ mới là cái bước bắt đầu đầu tiên. Và sau này thầy yên tâm, sang năm lớp 2 sẽ cao dần và dần dần. Đến 5 năm sau, các cháu sẽ tiếp cận đúng với chương trình giáo dục phổ thông 2018. Được chưa ạ? Câu này tôi trả lời thay cốt cán nhé. Tiếp theo, mời giáo viên âm nhạc của trường Đại học Thanh Bình, thành phố Hải Dương. Em xin có ý kiến như thế này, đó là ở trong chương trình âm nhạc thì
rất cảm ơn hai thầy cô. Không biết ý là thầy là giáo viên âm nhạc trường nào, nhưng đây là cô giáo giáo viên trường âm nhạc trường của Thanh Bình, thành phố Hải Dương. Tôi xin ghi ghi nhận kỹ hai ý kiến của thầy cô, và tôi sẽ gửi ý kiến này lên Bộ Giáo dục, Ban biên soạn chương trình giáo dục phổ thông 2018 để có những cái điều chỉnh sau này. Bây giờ chúng ta không nói về chương trình 2018 nữa, và tôi chỉ cần băn khoăn một chút là chúng ta bắt đầu học kỳ 2 này, bắt đầu từ học kỳ 2 này, chúng ta điều chỉnh nội dung dạy học môn âm nhạc, cái môn của các thầy cô đang dạy cho học sinh lớp 5, mà chỉ điều chỉnh cái lớp 5 nhé, để làm sao khi các em lên lớp 6, các em tiếp cận cái chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, các em không bị vỡ nữa, không bị vang vốc, mà các em cảm thấy hồ hởi. Các thầy cô đồng ý rồi đấy không ạ? Bây giờ chúng ta chỉ tập trung vào ý thôi, còn tất cả những cái nội dung của chương trình bất cập hoặc là chương trình cần bổ sung chương trình ấy ở 2018, tôi hoàn toàn là tôi đã thư ký ghi của tôi rồi, và tôi sẽ chuyển toàn bộ ý kiến này lên Bộ Giáo dục nha, để sau này đi thẩm định sách giáo khoa thì chúng tôi sẽ ý kiến. Các đồng chí có ý kiến gì không? Chung ý kiến thì thôi, còn không tránh tình trạng gọi đến phát biểu của em ý kiến giống ba người trước, giống bốn người trước thì em không ý kiến gì được. Thôi, coi chúng ta đồng nhất ý kiến. Còn ý kiến gì không ạ? Vậy tôi mời nhóm cốt cán các đồng chí giải thích, các đồng chí trả lời các bạn đồng nghiệp của mình những ý kiến mà tôi, ngoài ý kiến tôi đã trả lời rồi. Trả lời xong thì tôi sẽ ý kiến kết luận. Vâng, xin được cảm ơn ý kiến của các thầy các cô. Hai câu hỏi của các thầy cô ở phía sau đó là phần liên quan đến phần giới thiệu khu nhà và có sau thì thầy Thiên cũng đã giúp chúng tôi là giải đáp với thầy cô rồi. Vì là cái chương trình của chúng ta điều chỉnh là điều chỉnh chỉ mới từ học kỳ 2 của lớp 5, chứ không phải là chúng ta đang thực hiện điều chỉnh từ lớp 1 lên. Thế nên là cái chương trình của thầy cô sẽ được điều chỉnh sao cho phù hợp nhất, và cái nội dung mà cái kiến thức này sẽ không bị lặp lại từ lớp 3 đến lớp 5. Thưa các thầy cô, việc tiếp theo là em xin đính chính lại một chút với thầy ở phía bên tay phải của em ở đây có ý kiến, đó là phần tập đọc nhạc. Sang chương trình 2018 chúng ta chỉ gọi là đọc nhạc thôi, chúng ta không gọi là tập đọc nhạc nữa, thưa thầy ạ. Thầy chú ý, việc tiếp theo đó là câu hỏi và đề nghị bộ in lại sách giáo khoa. Thì thưa các thầy cô, là trong cái tài liệu của chúng ta chỉ áp dụng đối với môn âm nhạc lớp 5 và từ học kỳ 2. Thưa các thầy cô, chúng ta là bây giờ là chúng ta sẽ tạm thời chúng ta điều chỉnh theo cái cuốn sách thầy cô đang cầm ở trên tay đấy ạ. Ở trong câu hỏi này thì thầy cô đã đi thỏa mãn chưa ạ? Chúng ta điều chỉnh từ học kỳ 2 và theo cái chủ đề mà chữ thầy cô đã được điều chỉnh ở trong sách hướng dẫn thầy cô đang cầm ở trên tay đấy rồi. Tiếp theo là tài liệu để các thầy cô soạn giáo án, thì ở trong cái quyển sách này cũng đã có mẫu một số những cái giáo án mẫu để các thầy các cô học tập và làm theo những nội dung, ví dụ như là học bài mới này, ôn tập bài hát này, học tập đọc nhạc này đều có giáo án mẫu rồi. Thời gian của chúng ta không có nhiều cho nên là thầy cô chưa thể là nghiên cứu được tài liệu, các thầy các cô cũng chưa thể là biết là trong tài liệu này gồm có những phần gì, mà trong đây các thầy các cô viết sách đã làm cho các thầy cô một số cái giáo án mẫu ở trong đấy rồi, các thầy cô có thể tham khảo theo các cái nội dung mà các thầy cô giảng bài trên lớp ấy. Đấy là về câu hỏi của các thầy cô cần về tài liệu để soạn giáo án. Tiếp theo là câu hỏi của thầy cô là mỗi hoạt động đều có một mục tiêu hay là giống như cái chương trình lớp 1? Thì là giống như chương trình lớp 1, vì là mỗi huyện thị các thầy cô giảng một bộ sách khác nhau, đúng không ạ? Thì phòng giáo dục của các thầy cô sẽ chỉ đạo các thầy các cô theo đúng như là cái hướng dẫn của bộ sách đó, đúng không ạ? Vì với cái môn âm nhạc lớp 5 của chúng ta thì chúng ta sẽ làm theo cái hướng dẫn ở trong đây. Cho nên là sách hướng dẫn các thầy cô, chúng em cũng chỉ giải trình cho các thầy cô với những nội dung mà chúng em đã được tiếp cận trước thầy cô 2 tuần thôi ạ. Tức là ở trong quyển sách này có chúng em học được những cái gì về, chúng em đã chia sẻ, đã trao đổi với các thầy cô rồi. Thưa thầy cô, như vậy là trong cái phần mục tiêu của các thầy cô mà các thầy cô nêu ở trong chủ đề, các thầy cô cứ bám sát vào trong cái hướng dẫn, những cái mà các thầy cô gợi ý
cô ạ. Vâng, thầy cô hỏi cái hoạt động như này đã thỏa mãn với câu trả lời của em chưa ạ? Vâng, thưa thưa cô nào mới hỏi câu này ạ? Vâng, cô đã thấy thỏa mãn chưa ạ? Chí Mỹ vừa trao
thì phần này các đồng chí lưu ý cho tôi. Cái phần mục tiêu của hoạt động 1 khởi động đấy ạ. Thì nếu như cô giáo hướng dẫn chúng tôi là cái phần này các đồng chí có thể xác định trong đầu của mình. Để chúng ta xác định là gì ạ? Cái phần 1 này, mục tiêu 1 này chúng ta cần phải làm cái gì đối với học sinh. Nếu như chúng ta xác định được thì chúng ta không cần phải ghi ra đây. Các đồng chí lưu ý như vậy. Còn nếu như đồng chí nào muốn cụ thể hơn thì các đồng chí ghi cái phần mục tiêu đại ca cũng không sao. Còn nếu các đồng chí không ghi không có vấn đề gì. Nhưng cái yêu cầu cần đạt của cái tiết này, tức tiết 2 năm này thì các đồng chí bắt phải ghi. Các đồng chí hiểu không ạ? Tức là cái tiết 2 năm này nếu theo ở trong cái dự kiến kế hoạch dạy học, người ta yêu cầu chúng ta phải hát đúng giai điệu lần ca bài em đi từ xưa. Nhưng cô giáo nói rằng là ở đây người ta là hát đúng giai điệu. Tiếp 1 chúng ta chỉ là hát theo giai điệu, đúng không ạ? Và đúng lời ca. Bước thứ 2, tiếp sau có cái tiết ôn đi ạ, thì ta bắt đầu với hát đúng giai điệu thuộc lời ca nhá. Các đồng chí nhớ như vậy, chứ không phải là tiết 1 ta phải yêu cầu là hát đúng giai điệu ngay, ví dụ như thế nhá. Thì chúng ta có thể hát theo giai điệu và thuộc đúng lời ca, đúng giai điệu thuộc lời ca. Vậy là cái phần này ạ, cái phần mục tiêu đây ạ, con ngồi xanh ạ. Tức là chúng ta có thể ghi hoặc có thể các đồng chí nhớ trong lòng, không có sao. Được chưa ạ? Đấy là phần đáp án. Thì tôi thấy các đồng chí đang hỏi nội dung này. Với sở mình quy định là thôi luôn nhá. Vậy thì các đồng chí hỏi chưa ạ? Các đồng chí hiểu rõ chưa? Và tôi hôm nay đã kết luận luôn với tư cách phòng chỉ đạo chuyên môn. Tôi kết luận luôn là cái mục tiêu của từng hoạt động này các đồng chí phải hình dung trong đầu các đồng chí, không cần ghi vào giáo án. Không cần ghi vào giáo án, bởi vì làm sao? Nếu các đồng chí mà thực hiện các đồng chí không đạt cái mục tiêu này, rất là đời của các đồng chí chưa thành công. Và các đồng chí nhớ cho tôi rằng giáo án các đồng chí càng ngắn gọn bao nhiêu càng tốt bao nhiêu. Vậy thì cái mục tiêu này nó phải là nằm trong cái mục tiêu cần đạt trên. Đây là các đồng chí có cá, các đồng chí rất cẩn thận. Các đồng chí nhắc các đồng chí là mỗi một hoạt động phải có một cái mục tiêu. Nôm na là chúng ta đi đâu chúng ta phải xác định được là, ví dụ hôm nay tôi lên thành phố Hải Dương, tôi tập huấn từ Kim Thành tôi có thể đi đường nào. Nếu như là tôi có thể đi đường Phú Thái, cũng có thể tôi đi vòng ra Thanh Hà tôi đi lên, cũng có thể tôi đi xuống Thanh Hồng tôi đi lên, tôi đi sang Tứ Xuyên tôi đi, Tứ Kỳ tôi lên đây. Mục đích cuối cùng là phải đến cái lớp này để tập huấn, đó chưa? Vậy cái mục tiêu này, xin nhắc luôn, không cần mỗi hoạt động ghi mục tiêu vào nữa, và cái mục tiêu chung của bài học phải đạt được. Và khi cái mục tiêu của từng hoạt động một, các đồng chí phải định hình được trong đầu các đồng chí là gì, nói thế thôi, nhưng mà nói như các đồng chí giảng viên cốt cán mới là dễ cho các đồng chí. Còn tôi nói một câu khái quát thế thôi, nhưng mà các đồng chí phải đọc lại hết sức là vất vả, đúng không ạ? Chúng ta ngồi chúng ta soạn giáo án, chúng ta trong đầu chúng ta lúc nào phải nhớ cái mục tiêu để chúng ta đưa các hoạt động tiến tới cái mục tiêu đấy. Đến Hải Dương đi đường nào, nếu đi núi ra núi Tứ Xuyên qua Thanh Hồng thì phải sông Bầu tập tã mưa rơi, đúng không? Đầu thương không nhịp, đúng không? Hay là ví dụ như đi sang bên chỗ Thanh Lang, chúng ta phải đi đò gì nhỉ? Nhá. Ví dụ thế, hoặc là chúng ta đi đường nào? Vậy mỗi một đường đi chúng ta đều phải có một cái cách chọn, chọn con đường, chọn cách thức. Chốt lại, mỗi một hoạt động các đồng chí chỉ cần đề thôi hoạt động. Và hoạt động ấy cũng phải thể hiện rõ được cái việc làm, nhưng cái mục tiêu coi như các đồng chí phải nhớ để phá chúng ta ngắn gọn hơn, được chưa nào? Cái thứ hai là tôi đề nghị các thầy cô là bắt đầu học kỳ 2 này chúng ta thực hiện như hôm nay các đồng chí giảng viên, các đồng chí cốt cán về trong của chúng ta làm đúng như các đồng chí đã tập huấn.
mục đích cuối cùng là chúng ta chỉ để làm sao cho học sinh lớp 5 của chúng ta năm nay hoàn thành chương trình tiểu học, các em tiếp cận với chương trình giáo dục phổ thông mới, tiếp cận được chương trình năm sau, được không ạ? Còn ý kiến gì hỏi không? Nếu không ý kiến gì hỏi nữa thì cho phép tôi được thay mặt của phòng học xin được là vâng cô giáo, xin mời em chưa làm. Yến Kiều ra đầu rồi. Thưa các đồng chí ạ, tôi chỉ có một ý kiến nhỏ thôi ạ. Theo như chương trình hiện hành tôi đang dạy của lớp 5 đấy ạ, thì hai tiết cuối cùng của kỳ 1 và kỳ 2 đó là tiết ôn tập và kiểm tra ấy ạ, đã điều chỉnh là tập biểu diễn rồi ạ. Nhưng đây trong chương trình mới thì tôi thấy là vẫn là ôn tập và kiểm tra. Thì tôi hỏi đồng chí là vậy thì tôi đang tiếp hành tôi thay đổi như thế nào ạ? Có đồng chí nào ở dưới từ đầu giờ tập huấn mà trả lời hội bạn không? Có ai trả lời hội bạn không nhỉ? Gia Lộc, ngoài những kêu ra bây giờ tiểu học thống nhất đâu ạ? Giáo viên của trường tiểu học thống nhất đâu ạ? Xin mời thống nhất trả lời giúp Yến Kiều. Thống nhất ngồi bàn thứ hai từ trên xuống. Yến Kiều nghe thống nhất trả lời. Vâng ạ. Quy là theo cái nội dung điều chỉnh của bộ đấy thì ạ, đúng không ạ? Theo điều chỉnh mới nhất. Vâng, có khó khăn không? Có khó khăn? Có ạ. Này, khó khăn cái gì? Cần tháo gỡ gì không? Thống nhất là thầy hiệu trưởng nhiệt tình. Nói cái là khó khăn, thầy tìm cách cắm với ngay. Bây giờ thì nói xem là trên đây có hỗ trợ được thống nhất không? Khó khăn gì nào? Thế từ trước là không soạn đáp án, sao soạn lại? Bởi vì là nếu đáp án là chỉ soạn trước có 3 ngày cơ mà, đúng không? Còn đây cuối học kỳ 2 đâu nhỉ? Cuối kỳ 1 với học kỳ 2. Thôi, cảm ơn cô giáo nhé. Trước hết là chúng ta báo cáo thầy cô này. Chúng ta đang theo một cái thói quen. Nhưng vì bây giờ chúng ta phải cho... Xin báo cáo thầy cô đáng ý hội nghị này, chúng ta phải làm bộ giáo dục phải làm ngay từ tháng 8 của 2019 à 2020 và trước không phải đến tận tháng 12 này đâu, tức là trước khi chúng ta vào năm học mới phải làm rồi để các thầy các cô về bắt đầu chúng ta vận dụng, chúng ta điều chỉnh cho nó phù hợp. Thế nhưng mà vì năm nay là Covid này rồi, vì bao nhiêu lý do nên là bây giờ mới làm được. Và làm được vậy thì chúng ta phải bắt đầu thực hiện theo thứ hai. Có đúng không ạ? Có những cái chúng ta phải khắc phục thôi. Giống như ngày xưa là cô giáo mua một cái nhà của người ta làm rồi, nhưng mà chúng ta dọn đến từ cái tháng này, chúng ta muốn điều chỉnh cái phòng khách cho phù hợp nhà ta, đúng không? Chúng ta muốn điều chỉnh cái này khác cho phù hợp nhà ta. Vậy chúng ta phải làm. Các thầy cô vất vả đấy. Tất cả đều vất vả đấy, nhưng chúng ta quyết tâm nhé. Bởi vì cái này chúng ta vì cái chút, chứ không phải là vì một cái lý do gì khác cả. Đáng lý, tôi vẫn nói đáng lý Bộ Giáo dục Sở Giáo dục phải tổ chức cái hội nghị này từ tháng 8 2020 để các thầy cô thuận lợi hơn trong cái việc mà thiết kế bài dạy rồi tất cả mọi vấn đề, đúng không ạ? Thế nhưng vì nó Covid, rồi vì cái lý do này, lý do đó mà hôm nay chúng ta cái nào được thì chúng ta khắc phục, thấy chưa? Còn ý kiến gì không ạ? Tôi hỏi lại, còn ý kiến gì không ạ? Ở mic để hơi to. Tôi giọng đã to, nhưng mic để hơi to thì tôi nói cũng sợ người chán tay. Thôi, trước hết là tôi thay mặt trong phòng đại học thì xin được trao đổi với thầy cô như thế này. Cái mục đích của cái hội nghị hôm nay là chúng tôi không chỉ tổ chức cho giáo viên âm nhạc, chúng tôi tổ chức cho giáo đầu tiên là cho lãnh đạo hoặc chuyên viên của phòng tư
trường tiểu học và trung học cơ sở, gọi chung là các cơ sở giáo dục tiểu học, bởi vì nó có trường Sao Mai, trường Trung Văn An, đó là trường của Cao đẳng Hải Dương và trường Sao Mai, trường Tân Lập. Thì tất cả cơ sở giáo dục tiểu học có giáo viên dạy âm nhạc, mỹ thuật, thể dục và giáo viên dạy văn hóa, dạy tất cả các cái môn văn hóa, thì hôm nay chúng tôi đều tổ chức cho các thầy cô được nghe, được trao đổi. Hôm nay tôi không dùng cái từ giảng viên đâu, mà tôi gọi là nhóm giảng viên cốt cán được thay mặt cho các thầy các cô, bởi vì cũng là đồng nghiệp các thầy các cô thôi, được thay mặt cho các thầy các cô mà chính chúng tôi lựa chọn cho được tiếp cận với cái chương trình triển khai của Bộ Giáo dục. Về hôm nay triển khai lại, chúng ta trao đổi lại với các thầy các cô để chúng ta dễ làm trong bắt đầu học kỳ 2 này. Và bắt đầu học kỳ 2 này thì tôi đề nghị các thầy các cô dạy môn âm nhạc, chúng ta sẽ căn cứ vào cái trao đổi của các bạn đồng nghiệp chúng ta hôm nay, của nhóm giảng viên quốc ngắn hôm nay, các thầy các cô sẽ điều chỉnh cái nội dung dạy học để làm sao cho khi các cháu vào trung học cơ sở, các cháu không có ý kiến phản hồi, các cháu không bị băn khoăn, các cháu không lo lắng gì khi mà cái phương pháp dạy học của các thầy các cô trung học cơ sở với cái phương pháp dạy học của chúng ta nó phù hợp với nhau, đúng không ạ? Thế thì tôi rất mong muốn cái điều đó, đấy là cái mục đích cuối cùng mà sở giáo dục muốn trao đổi với thầy các cô hôm nay. Và hôm nay không muốn là để về cho huyện triển khai lại, và hôm nay tôi muốn là tất cả các thầy các cô đều nghe, chúng ta chia sẻ với nhau, chúng ta dễ làm hơn, và chúng ta như vậy là có một sự thống nhất hơn. Thế thì thay mặt cho phòng đại học, thay mặt cho tổ chức khoa học, trước hết là xin cảm ơn tổ cái nhóm cốt cán của môn âm nhạc. Các đồng chí đã có một sự thống nhất cao và các đồng chí cũng nghiên cứu rất là kỹ. Hôm nay các đồng chí đã chia sẻ những cái điều với cả đồng nghiệp chúng mình, và các đồng nghiệp chúng mình cũng có những cái ý kiến phản hồi lại. Xin được cảm ơn tất cả những cái ý kiến của các bạn đã chia sẻ. Tôi cho rằng những ý kiến của bạn tuyệt vời luôn, bởi vì các bạn đã mạnh dạn chia sẻ những cái vướng mắc của các bạn để chúng ta hôm nay được cùng nhau tháo gỡ. Thế thì đây là một cái điều mà tôi rất mong muốn là mấy hôm nữa thôi, bắt đầu vào 12, chúng tôi xuống các trường, tôi xem xét cái việc mà chúng ta triển khai thế nào, thì nó giống như hôm nay chúng ta đã tập huấn ở đây, đã trao đổi ở đây, được không ạ? Vâng. Thế còn thì hôm nay phải ghi nhận rằng là lớp học chúng ta là một cái lớp học rất nghiêm túc, và thực sự là các đồng chí rất nhiệt tình, rất là cố gắng. Chiều đó các đồng chí trong cái thời gian là 1:30 có mặt, tôi thấy có những đồng chí đến đây từ 12:15. Đúng chính xác. Xin cảm ơn các đồng chí và rất là chúc mừng các đồng chí. Thế mà thôi, vì chúng ta đúng giờ nên tôi kết thúc sớm. Bây giờ 4:00 về, kết thúc sớm hơn 20 phút đấy. Xin mời các thầy các cô nghỉ và chúc tất cả các thầy các cô trên đường về thượng lộ bình an. Xin cảm ơn. Tạm biệt mọi người nhé.